Đề chế Tesla có nguy cơ bị hủy hoại bởi Elon Musk. Chật vật với nhiều khó khăn, nhưng CEO mải mê đi mua mạng xã hội cho vui. Elon Musk vừa có một tuyên bố được ví như cú đấm vào hội đồng quản trị của Twitter vào ngày hôm nay, một ngày sau khi mạng xã hội này áp dụng chiến lược liều thuốc độc để bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị Elon Musk thâu tóm. Cụ thể, Musk nói trên Twitter rằng, lương của hội đồng quản trị sẽ là $0 nếu tôi thâu tóm thành công Twitter. Như vậy, mỗi năm công ty tiết kiệm được gần $3 triệu. Đáng chú ý, lời nói này được Musk tweet để đáp trả lại bài đăng của một người dùng chỉ trích hội đồng quản trị Twitter. Theo tờ Telegraph, có rất nhiều lý do để Elon Musk mua lại Twitter, thế nhưng đi kèm với đó là cả những mặt trái và một trong số đó là Tesla. Việc giành quyền kiểm soát mạng xã hội mới sẽ bòn rút thời gian, công sức và tiền bạc của nhà sáng lập Tesla trong bối cảnh hãng xe điện này cần nhiều sự trợ giúp do gặp quá nhiều thách thức lẫn cơ hội. Mất người lãnh đạo, việc Elon Musk từ chối một ghế trong hội đồng quản trị cho thấy tham vọng mua lại toàn bộ Twitter của nhà sáng lập này. Suy cho cùng thì việc sở hữu chỉ 9% cổ phần Twitter chẳng đem lại nhiều lợi ích gì và Elon Musk thì không phải dạng cổ đông thụ động chấp nhận để người khác bài trí. Trong thời gian tới, chắc chắn một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra với một bên là Elon Musk tuyên bố sẽ bảo vệ tự do ngôn luận, còn một bên là CEO Parag Agrawal của Twitter cho biết sẽ chống lại sự xâm chiếm từ bên ngoài. Với mọi người thì đây sẽ là một câu chuyện thú vị, thế nhưng lại chẳng là tin vui với Tesla. Việc xâm chiếm quyền kiểm soát Twitter sẽ cần rất nhiều nguồn lực và sự tập trung của Elon Musk bởi mạng xã hội này không dễ dàng từ bỏ chống lại. Để chiến thắng thì Musk sẽ phải dùng vài tháng tới cho hàng loạt những cuộc họp với các ngân hàng, luật sư, đội ngũ marketing để đánh bại các cổ đông của Twitter. Rõ ràng lợi ích kinh tế của Twitter không thể bằng Tesla, nhưng hãng xe điện sẽ phải chịu cảnh thiếu vắng người cầm lái trong ít nhất vài tháng và chắc chắn họ sẽ phải chịu thiệt vì quy định này. Vạ lây. Trái với nhiều mạng xã hội khác, Twitter được đánh giá là nền tảng có nhiều người dùng điên rồ vì sự khốc liệt của nó. Không có gì khó hiểu khi Twitter là nền tảng ưa thích của cựu Tổng thống Donald Trump cho việc tạo sự ảnh hưởng hay lan truyền tin tức trước, trong và sau nhiệm kỳ cho đến khi bị khóa tài khoản. Vô số các chính trị gia, đảng phái hay người nổi tiếng cũng lên đây bày tỏ quan điểm chỉ trích, giễu cợt và nói xấu lẫn nhau. Tất nhiên là Elon Musk có thể sẽ thay đổi mọi thứ nếu kiểm soát được Twitter, nhưng chắc chắn rằng những người căm ghét nhà sáng lập này hay bị ảnh hưởng lợi ích sẽ hướng mũi dùi chỉ trích vào ông cũng như hãng Tesla. Cơ hội cho đối thủ. The Telegraph đánh giá, thị trường xe điện hiện nay vẫn còn nhiều chỗ trống dù Tesla là người đi tiên phong, tạo dựng được thương hiệu cũng như có doanh số cao nhất. Hiện nay cuộc chiến ngành ô tô điện đang ngày một nóng lên khi nhiều đối thủ gia nhập. Ford đã âm thầm phát triển các công nghệ và một số mẫu thử, trong khi Volkswagen đã đầu tư hàng tỷ đô cho nhà máy sản xuất các ắc quy ô tô. Thậm chí đến cả hãng sản xuất iPhone như Apple cũng thử sức với mảng xe điện và một sản phẩm mang tên iCar có lẽ sẽ chẳng kém hấp dẫn chút nào so với Tesla, nhất là khi ông chủ Elon Musk hướng sự quan tâm của mình qua lĩnh vực khác. Tesla đang đứng trước nhiều nguy cơ lẫn thách thức và cần người lãnh đạo hơn bao giờ hết. Bởi vậy, The Telegraph nhận định rằng Twitter có thể là dấu chấm hết cho những ngày huy hoàng của hãng xe điện này. Hiện vẫn chưa rõ Elon Musk toàn tính gì khi muốn mua lại Twitter. Tuy nhiên, trong thông báo của mình, Musk nói rằng lựa chọn thâu tóm là tốt nhất và cuối cùng.